Thưa quý vị và các bạn, trên màn ảnh nhỏ của quý vị và các bạn chính là hình ảnh của cầu thủ Nhâm Mạnh Dũng, người hùng của đội tuyển U23 Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, trong video ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu một chút về chàng cầu thủ trẻ tuổi này quý vị nhé. Nhâm Mạnh Dũng sinh ngày 12 tháng 4 năm 2000. Quý vị và các bạn thân mến, đây chính là năm Canh Thìn và cầm tinh con rồng. Cậu chính là con rồng của châu Á, con rồng U23 Việt Nam đã chiến thắng đội tuyển Thái Lan phải không ạ? Nhâm Mạnh Dũng là một cầu thủ trẻ với ngoại hình điển trai và đa tài. Hiện tại, Nhâm Mạnh Dũng đang chơi ở vị trí tiền đạo cho U19 của Viettel. Mạnh Dũng cũng chính là một trong những cầu thủ có mặt trong danh sách tập huấn chuẩn bị cho giải U23 châu Á 2020 tại Hàn Quốc sắp tới. Nhâm Mạnh Dũng sở hữu một gương mặt sáng cùng với chiều cao ấn tượng 1m81 và phong thái mạnh mẽ cuốn hút trên sân. Nên Mạnh Dũng đang là một cầu thủ trẻ nhận được rất nhiều sự quan tâm từ mọi người. Mạnh Dũng nhiều lần được góp mặt trong đội tuyển trẻ quốc gia tham dự các giải đấu quốc tế. Năm 2017, Mạnh Dũng còn xuất sắc giành danh hiệu vua phá lưới tại vòng chung kết U17 quốc gia Cúp Thái Sơn Nam 2017. Trang cá nhân của mình, tiền đạo Mạnh Dũng thường xuyên cập nhật những hình ảnh tập luyện, vui chơi thường ngày cùng với các đồng đội, những bức hình selfie hay khoảnh khắc nhắn nhít đúng với tuổi 10X. Cũng khiến cho nhiều người thích thú. Hiện tại trang cá nhân của Mạnh Dũng cũng thu hút gần 20.000 lượt theo dõi cùng với một con số vô cùng ấn tượng. Được nhiều người quan tâm và yêu mến, Mạnh Dũng cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Mạnh Dũng luôn coi đó là động lực để bản thân cố gắng nỗ lực hơn nữa, phát huy hết khả năng của mình. Không chỉ có chiều cao ấn tượng cùng với gương mặt sáng, Mạnh Dũng còn sở hữu thân hình 6 múi đáng mơ ước. Nhờ với ngoại hình hình sáng như vậy, kỹ năng chơi bóng tốt nên Mạnh Dũng thường xuyên được giới chuyên môn đánh giá cao. Mạnh Dũng được nhiều người hâm mộ và kỳ vọng là lứa cầu thủ sáng giá cho nền bóng đá Việt Nam trong tương lai cùng với các đàn anh của mình như là Đỗ Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng hay là Trần Minh Vương. Ngoài thời gian tập luyện và học văn hóa thì Nhâm Mạnh Dũng cũng là một cầu thủ rất thích đi du lịch và khám phá những địa danh nổi tiếng trên đất nước. Mỗi chuyến đi mang lại cho Nhâm Mạnh Dũng những trải nghiệm thực tế vô cùng thú vị. Chia sẻ đôi chút về những dự định trong tương lai, Nhâm Mạnh Dũng cũng cho biết anh sẽ nỗ lực hết sức mình trong việc tập luyện cũng như tham gia đầy đủ những chuyến tập huấn để nâng cao trình độ chuyên môn và được đóng góp sức mình cho sự phát triển của nền thể thao nước nhà. Xin chúc cho Nhâm Mạnh Dũng sẽ ngày càng thành công hơn nữa trên con đường mà em đã lựa chọn. Quý vị và các bạn thân mến, vào những khoảnh khắc của cuối hiệp 2, trận đấu giữa tuyển U23 Việt Nam và U23 Thái Lan, trận đấu chung kết SEA Games 31 diễn ra trên sân Mỹ Đình, thì Mạnh Dũng đã có một cú đánh đầu phải nói là đẳng cấp, nhìn rất là đẹp vào lưới của Thái Lan. Thưa quý vị và các bạn, những giây phút vỡ òa cho người hâm mộ Việt Nam. Việt Nam đã chiến thắng, Việt Nam đã là nhà vô địch SEA Games 31 giải bóng đá huy chương vàng. Vâng ạ, và vừa rồi là đôi nét về chàng cầu thủ sinh năm 2000 Nhâm Mạnh Dũng chúng tôi đã cập nhật và gửi tới quý vị và các bạn. Hy vọng rằng phần nào đó cũng giúp cho quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về chàng cầu thủ Nhâm Mạnh Dũng. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video của chúng tôi. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui vẻ, mạnh khỏe và bình an.